Này à, mình cũng sẽ quay trở lại với các bạn. Đó là một cái mẫu đầu nai xương tấm rất là khủng luôn các bạn nhé. Mẫu đầu nguyên bản gắn mắt xương. Thì là bây giờ các bạn đang quan sát thấy được rằng ở đây đó là mình sẽ quay gần hơn, mình sẽ quay chi tiết hơn cái cặp xương này để cho các bạn thấy được rằng cái vẻ đẹp của nó và cái độ to khủng của nó. Cái xương này của mình nó là nguyên một cái cặp xương không của nó đã nặng 29 cân. Nguyên cặp sừng không nhá, đã nặng 29 cân rồi đó. Nếu như cái này là nó to lắm thì nên là bên mình không có cái mẫu đầu nào nó cân xứng với cả cái cặp sừng này, nên là bên mình phải phải để nguyên mộc, để nguyên bản đó, treo nguyên bản của nó như vậy đó. Thế nên các bạn thấy được rằng cái vẻ đẹp của nó to như thế nào. Cái mẫu này thì bên mình giá là 130 triệu đó. Thế nên các bạn nào mà có thích cái mẫu như này thì các bạn có thể inbox qua cho mình. Đó, hàng này thì bên mình có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nên các bạn yên tâm khi mua hàng bên mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.